Xin chào các bạn nha. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của Mobile 247. Ở trong video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tải cũng như là đăng nhập vào trong cái game Pokemon Unite này ở trên điện thoại Android nhé. Ở đây thì hiện tại mình đã tải sẵn game rồi. Bây giờ thì mình sẽ gỡ cài đặt game đi và hướng dẫn các bạn cách để mà tải lại từ đầu đây. Đã gỡ cài đặt Pokemon Unite rồi. Thì để mà tải được trò chơi này chúng ta sẽ có 3 cách nhé. Mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đơn giản nhất đến cách khó nhất. Thì các bạn xem video nhớ giúp mình một like cũng như là bình luận xuống bên dưới cũng như là đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Rồi thì cách đầu tiên là cách đơn giản nhất, mình vẫn khuyên là các bạn nên làm theo. Đầu tiên các bạn sẽ lên trên trình duyệt Google Chrome. Ở đây các bạn sẽ ra ngoài trang chủ nhé. Rồi các bạn gõ từ khóa tìm kiếm, đó chính là Pokemon. Đây các bạn chỉ cần gõ Pokemon thôi. Xong rồi các bạn gõ thêm chữ Unite nữa. Unite, Unite này là Unite. Rồi các bạn gõ Pokemon Unite thì các bạn có thể là bấm vào cái phần Pokemon Unite của video game, hoặc là các bạn bấm vào chữ Pokemon Unite thường cũng được nhé. Đây mình sẽ bấm vào chữ OK luôn này. Đó, thì sau khi mà các bạn tìm rồi thì các bạn sẽ nhấp vào cái phần của Google Play. Đây, cửa hàng Google Play nhé. Đây, phần Google Play các bạn nhấp vào. Rồi, thì ở đây các bạn sẽ bấm vào nút cài đặt thôi. Nó chỉ đơn giản thôi. Đây là cách đơn giản nhất mà các bạn không cần phải chuyển vùng Google Play. Đó, thì các bạn chỉ cần làm như thế này thôi là các bạn đã tải được game. Và sau khi mà tải xong thì các bạn bấm vào mở game lên để mà chơi. Rồi thì đây là cách 1 nhé. Thì tuy nhiên rằng đối với lại một số cái chiếc điện thoại đấy, thì khi mà các bạn làm theo cách 1 này thì nó báo là có thể là lỗi không hỗ trợ cho khu vực quốc gia của bạn. Thì các bạn sẽ làm theo cách 2 nhé. Nhưng mà bình thường thì các bạn chỉ cần làm theo cách 1 là được. Rồi đây là đang tải này, mình sẽ hủy đi. Rồi mình sẽ hướng dẫn các bạn cách thứ 2 để mà tải. Đó, đầu tiên các bạn sẽ lên trên cửa hàng Google Play nhé. Đó, nếu như mà các bạn tìm kiếm với cái từ khóa là Pokemon Unite thì nó sẽ không thấy đâu. Các bạn gõ cho mình một cái app Fake IP. Rồi mình sẽ sử dụng là cái app Kiwi nhé, số cách VPN. Rồi mình tìm. Các bạn có thể là sử dụng cái app Fake IP khác nhé. Nhưng mà ở đây tại vì mình xài cái app này quen rồi nên mình hướng dẫn thôi. Mình bấm vào, mình cài đặt. Đó, các bạn sử dụng cái app Fake IP nào cũng được. Quan trọng là cái app Fake IP chuẩn là được nhé. Rồi thì sau khi mà tải xong ứng dụng này, đó, cái ứng dụng của mình là nó có chữ 2020 ở bên dưới nha, các bạn để ý kỹ. Sau khi mà tải xong ứng dụng, mình mở lên. Rồi thì nó sẽ ra một cái giao diện như thế này nhé. Ở đây các bạn sẽ kéo xuống, bấm vào con ong Best Location. Anh em mình ơi, cùng test thử. Đây nó hiện lên quảng cáo. Này sử dụng trong 4 tiếng xem thực tế như thế nào. Rồi bấm vào bỏ qua. Rồi các bạn chờ một tí nhé, để nó hết quảng cáo. Rồi đóng quảng cáo lại này. Đó rồi. Thì sau khi mà ra giao diện này nhé, thì các bạn sẽ kéo xuống. Các bạn chọn cho mình qua bên Singapore, Pháp hoặc là United Kingdom, hoặc là United States Control. Đó. Thì bình thường thì mình khuyên là các bạn nên sử dụng bên Singapore, mạng cho nó mượt. Hoặc đôi khi thì mạng ở bên Singapore nó bị lỗi thì các bạn có thể là chuyển qua Pháp hoặc là United Kingdom được. Ở đây thì mình sẽ vào United Kingdom nhé. Mình bấm vào kết nối. Rồi mình bấm vào OK. Rồi, thì đây đã kết nối này. Các bạn chỉ cần biết là các bạn fake IP là được rồi. Đây, cái VPN ở đây các bạn ý là nó đang chạy là chúng ta đã fake IP thành công rồi nhé. Đây, 7 giây, 8 giây này. Sau khi mà fake IP xong các bạn thoát ra ngoài, bấm nút Home. Rồi, ở đây thì các bạn xem vào phần cài đặt của máy này. Các bạn kéo xuống. Các bạn tìm đến mục là ứng dụng. Rồi, các bạn sẽ kéo xuống phía bên dưới nhé. Các bạn sẽ tìm đến cho mình đến cái phần là cửa hàng Google Play. Nếu như mà không tìm thấy thì các bạn có thể bấm vào kính lúp ở đây để tìm nhé. Rồi các bạn bấm vào cửa hàng Google Play. Các bạn kéo xuống. Các bạn chọn vào mục lưu trữ nhé. Một số máy thì nó sẽ ở trong cái phần ở dữ liệu ấy, hoặc là bộ nhớ thì các bạn sẽ nhấp vào. Đây mình bấm vào lưu trữ. Rồi thì ở đây các bạn sẽ bấm vào phần xóa dữ liệu nhé. Thì ở trên mỗi dòng máy Android khác nhau thì tìm đến cái phần xóa dữ liệu này khác nhau. Các bạn chỉ cần biết là các bạn xóa dữ liệu của Google Play được rồi. Các bạn bấm vào xóa dữ liệu này. Bấm vào xóa. Việc xóa dữ liệu này nó không ảnh hưởng đến những cái ứng dụng khác nha. Cho nên là các bạn cứ yên tâm. Sau khi mà xóa dữ liệu xong, các bạn bấm vào nút Home để thoát ra ngoài. Rồi, nếu như mà bạn nào mà máy yếu đấy, thì các bạn chờ cho mình khoảng 1 phút. Các bạn hãy bấm vào trong cửa hàng Google Play nhé. Còn bạn nào mà máy mạnh ấy, thì các bạn đợi khoảng chừng 15-20 giây là các bạn có thể bấm được vào rồi. Tại vì khi mà các bạn mới xóa dữ liệu của cửa hàng Google Play ấy, thì nó cần phải tải lại dữ liệu nhé. Rồi bây giờ máy mình mạnh mình có thể là bấm được vào rồi. Máy Samsung nó loét cũng nhanh. Đó, các bạn sử dụng Xiaomi, Realme hay là Oppo các bạn đều có thể là làm theo được nha.
Quan trọng là các bạn cứ làm đúng theo công thức. Rồi, thì đây các bạn có thể thấy là có những cái tựa game của nước ngoài đây, như là Call of Duty Warzone này, ở Việt Nam không có nha. Đó, các bạn kéo xuống. Đó rồi, đây là PUBG Mobile này, đây là cái bản quốc tế nha. Đó, chứ không phải là của bản Vinagame của Việt Nam. Rồi, thì các bạn vào trong cửa hàng Google Play, các bạn cũng đừng tìm kiếm game vội nhé. Nếu như mà bạn nào mà máy yếu đấy, các bạn chờ 1 phút hãy tìm kiếm game, của bạn nào mà máy mạnh thì 15 giây là tìm được rồi. Thì ở đây mình sẽ gõ từ khóa đó chính là Pokemon. Rồi dấu cách đây, Pokemon Unite nhé, mình bấm vào. Đó rồi, thì nó hiện lên cái dòng đầu tiên 50 triệu lượt tải xuống này, các bạn bấm vào game mà nhiều người tải xuống giữ. Rồi, thì ở đây các bạn chỉ việc đây này, các bạn chỉ việc là bấm vào cài đặt thì các bạn sẽ tiến hành là cài đặt được game này nhé. Còn nếu như mà trường hợp ấy mà các bạn không có tìm thấy game, các bạn làm như này mà không tìm thấy game, đối với lại những cái máy mà nó bị kén VPN mà không tìm thấy game thì các bạn phải chuyển qua tài khoản Google khác nhé. Ở đây mình giả dụ như là mình không tìm thấy game thì mình sẽ phải bấm vào tài khoản Google ở đây này. Mình bấm vào mũi tên và mình chuyển qua một cái tài khoản Google khác thì sẽ nhìn sẽ tìm thấy game nhé. Đó, còn nếu mà bạn nào không có hai tài khoản Google thì phải tạo thêm một tài khoản Google mới. Ở đây thì mình có hai tài khoản Google sẵn rồi, mình sẽ bấm quay. Nếu mà máy kém VPN thì phải chuyển tài khoản Google giống như thế này này thì mới tìm thấy game. Rồi ở đây các bạn sẽ tìm kiếm lại Pokemon Unite thì nó sẽ xuất hiện lên ra game của chúng ta nha, các bạn bấm vào. Và các bạn tiến hành là cài đặt game thôi. Đó, còn nếu như mà các bạn vẫn không tìm được thấy game á, trường hợp thứ ba là trường hợp rất hiếm nhá. Nếu mà các bạn vẫn không tìm được thấy game á thì các bạn khởi động lại máy và các bạn chuyển vùng lại và các bạn đổi luôn cái app VPN khác đi. Rồi các bạn làm đúng theo hướng dẫn của mình là sẽ tải được game nhé. Hoặc là các bạn có thể là tạo cho mình một cái tài khoản, các bạn có thể là bật VPN và tạo một cái tài khoản Google mới tinh. Rồi các bạn vào cái tài khoản Google đó thì sẽ tìm thấy game. Rồi thì đây là cách thứ hai. Bây giờ mình sẽ gõ Pokemon Unite, mình bấm vào và mình bấm vào cài đặt nha. Ở đây thì mình sẽ phải bấm vào bây giờ có bất kỳ mạng nào thì nó mới chịu tải nha, bấm vào OK. Đây các bạn có thể thấy là cái game Pokemon Unite của mình này đang chờ xử lý. Ở bên này thì các bạn có thể là tải những cái tựa game mà bị ở Việt Nam, App Store của Việt Nam không có, như là Heyday, hay Clash of Clans, hay là FIFA Mobile, nói chung là có nhiều game á. Thì ở đây các bạn có thể để ý là game của mình đã tải được 1% rồi này. Thì mình sẽ phải bấm vào cái dấu đại nhiệm ở đây. Mình qua bên FVPN, mình ngắt cái nối đi nhá. Đây. Đợi tí. Đây bấm đóng quảng cáo lại này, bấm vào bỏ que này, bấm ngắt cái nối của VPN đi, bấm ngắt cái nối. Bấm vào mũi tên. Rồi, mình qua bên này. Thì các bạn có thể thấy là khi mà mình đã tắt cái VPN đi rồi đấy thì cái game này của mình nó sẽ tải nhanh hơn rất là nhiều. Được rồi các bạn, thì game của chúng ta hiện tại là đã tải được 97%, đã tải được 100%. Đó rồi, các bạn chờ một tí để cho nó xác minh. Rồi, bây giờ thì nó đã chuyển qua trạng thái là đang cài đặt rồi. Được rồi, thì bây giờ mình có thể là bấm vào chữ Fast để mà chơi nhé. Rồi, nhưng mà bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách thứ ba để mà tải. Thì mình khuyên là các bạn nên làm theo cách thứ nhất và cách thứ hai. Tải trên Google Play thì lúc nào nó cũng tốt hơn nhé. Thứ nhất là nó an toàn hơn và thứ hai là nó cập nhật sớm hơn. Còn nếu như mà các bạn không tải trên Google Play như hai cái cách trên thì các bạn có thể là lên trình duyệt Google Chrome. Rồi, các bạn ra ngoài trang chủ nhé. Các bạn gõ từ khóa đó chính là đến cái trang APK Combo. Rồi các bạn gõ APK Combo rồi các bạn bấm vào OK để đi. Nó sẽ vào trang apkcombo.com này, các bạn bấm vào nó. Rồi ở đây thì các bạn sẽ gõ từ khóa đó chính là Pokemon dấu cách Unite Unite. Rồi các bạn tìm, các bạn gõ Pokemon Unite. Rồi thì đây các bạn có thể thấy là Pokemon Unite hơn 50 triệu lượt tải xuống, các bạn nhấp vào. Đó, nó sẽ có cái file tải APK này. Thì các bạn nhấp vào cái file tải APK này thì nó sẽ hiện lên cái file APK các bạn mới nhất nhé. Bên dưới thì nó sẽ có những cái bản cũ hơn, nhưng mà thường các bạn sẽ phải tải cái bản mới nhất này. Thì các bạn chỉ việc nhấp vào cái file tải APK này thôi. Rồi các bạn sẽ bấm vào đó chính là tải xuống. Rồi các bạn sẽ bấm vào phần chi tiết nhé. Thì nó sẽ hiện lên cái file APK này. Các bạn đợi cho cái file APK này nó tải xong. Rồi các bạn sẽ tiến hành nhấp vào nó và cài đặt game như những cái file APK game bình thường. Đó, rồi mình sẽ ở đây tại vì mình đã tải cái bản trên Google Play rồi cho nên là mình sẽ đóng cái bản này lại nhé. Và mình khuyên là các bạn nên tải game ở trên Google Play, nên làm theo cách 1 và cách 2 thì nó sẽ tốt hơn. Rồi ở đây thì mình sẽ xóa cái app Kiwi VPN này đi nhé. Đó rồi. Rồi bây giờ mình có thể là tiến hành đăng nhập vào game bình thường. Đó. Đây, thì nó đang vào game nhé.
Tên kênh game. Được rồi, sau khi mà đã tải xong dữ liệu các bạn bấm vào Next. Ở đây thì chọn ngôn ngữ thì chúng ta chỉ có cách là chọn ngôn ngữ và tiếng Anh thôi, tại vì nó không có tiếng Việt nhé. Đó, các bạn chỉ chọn qua tiếng Anh, English, bấm vào OK. Ở đây các bạn sẽ phải bấm vào để mà xem qua cái những cái thông tin ở đây. Ở đây bạn nào mà có thời gian thì xem qua nha, nhưng mà thông tin của nó là tiếng Anh. Rồi thì mình có thể là bấm ra, bấm vào đây xem thông tin là mình thoát ra. Tại vì các bạn phải nhấp vào thì nó mới cho các bạn tích vào hai cái dòng ở bên dưới này, các bạn bấm Next. Ở đây thì chọn year, ngày sinh. Ngày sinh của các bạn là gì thì các bạn nhập vào nhá. Rồi sau đó các bạn bấm vào Next, bấm vào OK. Ở đây thì nó sẽ có nhiều hình thức đăng nhập Facebook, Google hay là bằng cái tài khoản khách, hay là bằng tài khoản Pokemon Una, mình sẽ chọn vào Facebook. Rồi do cái nhu cầu của các bạn là các bạn dùng cái nào tiện thì các bạn dùng nhé. Ở đây bấm vào OK. Các bạn bấm vào Start. Rồi các bạn bấm vào OK. Đó. Thì ở đây là tài khoản của mình đã đặt trước là Madrid Mobile và đã là level 2, tại vì trước đó là mình đã chơi cái app này rồi, cho nên là bây giờ mình sẽ phải không cần phải tạo tên nhân vật nữa. Rồi, bấm vào Agree. Rồi, ở đây mình sẽ đóng lại nhé. Đó. Rồi, thì bây giờ các bạn có thể là bấm vào game và chơi bình thường. Đây, các bạn có thể bấm Start để mà chơi game. Rồi, mình sẽ chọn vào Ready. Rồi, mình tắt nhạc cho đỡ ồn nhé. Thì ở đây là sẽ chọn là chọn tướng, các bạn sẽ chọn một tướng bất kỳ nào các bạn thích chơi. Rồi, mình bấm Confirm. Được rồi, thì bây giờ các bạn có thể là chơi là cái trò này mình thấy chơi nó cũng giống liên quân, nhưng mà tướng của nó là sẽ là những cái con thú. Đó rồi. Và cái video này của mình đã đây nhé. Trong video này mình đã hướng dẫn các bạn cách tải cũng như là đăng nhập vào trong cái trò chơi Pokemon Una. Các bạn thích video của mình nhớ giúp mình một like cũng như là bình luận xuống dưới để cho YouTube họ đề xuất tốt hơn cho kênh Mobile 247 này của mình nhé. Rồi, mình chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video tiếp theo. Tạm biệt các bạn.